sống. Quá trời rồi. Bắt cá tre đó cho sống đi. Nó nhỏ quá. Cá lòng tôm của cô này ngập rồi. Không phải không? Quá trời cá. Này cả 5 ký không? Nè. Rồi. Ra dở hả? Có cả cá đây. Ủa, bữa nay xả nước không mà cá ở đây ụt quá chục nè chú bạn. Ký lô cá lồng tông à chú bạn. Thấy nặng mà. Thấy nặng mà. Ừ. Rồi đi dạ bắt ở trên kia phải không? Rồi bắt cá rồi quay tiếp nha anh em. Mấy con à? Đó. Được gắn nước ăn lưng vậy chú à, gắn nước hay gì lưng hả? Lương bỏ vô bao này tuôn không? Lương bỏ bao tuôn không? Nè dục bao xuống nha. Trời ơi dục không được nữa. Gắn nước mà hả? Ngon lành này. Được không? Bắt gắn nước trước. Sợ gắn hả? Sợ gắn hả? Không. Gắn hổ lửa mà trời lủng lỗ có lỗ không giữ thế bà thôi không dám dạ. Mua lấy không này này mua luôn rồi còn máu đấy trời ơi còn mấy thứ gì nữa. Này hang hay gì quá? Hả? Hang hay gì? Một con hang mới có chứ. Nước lớn mà, nước cả. Tối chút nữa. Ừ. Vậy hồi mình quay lại là cá nó nhảy vô hang hết. Ô, nó cạn theo hôm nước được xuống cạn queo quá. Ồ nước vậy sao mà có cá. Hôm là nước cạn qua đây á. Mặt đây nè. Nó mắc cạn. Thấy thì thấy con dính cá chè đó chú ạ. À.
anh em, cái tre mắc cạn nha, khô luôn nè. Đó, giỡn hoài trời chút hoài giỡn. Nó nói là con lụm cá tre đó. Rồi. Cái này tối chắc có ếch không chú bà? Tối ếch không? Ếch hả? Ừ. Này chưa đâu, chừng nào thả nó vô mới có nhiều. Đây bao nhiêu xịn hết trơn, bao hết trơn, lên xe hả? Dạ. Đây bao nhiêu khối, để lên xe hả? Ờ, xe đi ruộng mà sợ xịn chạy. Thôi xe này xe cũng đi ruộng luôn. Giờ không bắt đâu 9 giờ mới bắt. Tối quá. Hả? Tối quá. Chứ 10 giờ tối quá. Dở nữa. Ai ngồi lẫn kìa. Hả? Thế Tùng ngồi lẫn hay á? Ai ngồi lẫn gì? Thua hả chú Hòa? Hôm bờ là bút chất xe đó. Xe ở Hoa Thành. Tôi với thầy Tùng. Chứ em anh nói là bốn chiếc á. Đó, bà kéo cá. Bà kéo. Ký không? Trời ơi, của tôi không là 3 ký mấy rồi đó. Cho hay gì? Của tôi dùng khác nữa đó. Cho theo Tùng hay gì? Ờ, thì ông xin ông lấy. Bữa cá ông vô lấy hết trơn hả? Tôi ra trong nhà tôi phải lấy. Ừ. Vậy mở. Bữa thì tôi ăn thôi á. Mấy nhỏ tao ai biết ăn cá đó phải không? Hả? Mấy nhỏ cá không ăn. Cá này đâu ăn. Trời ơi, chê. Cá lồng tông bay này đâu chê chạy. Nói gì? Lồng tông bay cái gô cá đồng nè. Cá không ăn đâu đó. Nói gì? Hả? Cá không ăn luôn. Cá không ăn luôn. Cá lồng tông bay. Trời ơi. Mà bà kia thấy hang nhiều á chú Hoàng. Bà ở kia thấy hang nhiều kìa. Là chỗ mấy ông đó kéo á, coi chừng có chú à. Đã không kéo động nước cá lóc nó vô hang á chú à. Cái kênh này dẫn lên tới đâu chú à? Ừ. Cho mấy ông đó đứng đó. Hết hả? Ở tới chỗ cái bịch đặng chỗ cái cây cao đó. Ờ cua hả?
hôm là thầy Tùng đánh la lấy cua là chừng 3-4 ký là no luôn á. Đi sớm một nạn gì đó, người ta bán ngoài nói vậy đó. Thế nào? Dục. Chú à? Ông đi đường đó về rồi mà. Hai người đó đi kéo cá. Nhẹ không cháu? Rồi. Thối nước luôn. Nó về đây rồi ha. Chưa chưa, cầm. Thì cần ướt cái máy đó. Người đỏ ấy. Tao kìa. Chưa, từ từ. Bỏ ra, bỏ ra. Chạy thấy không? Thì giờ không bỏ đường kia không bỏ ha. Trời ơi, cái này có 2 ký 3 ký á. Có mở cái miệng không? Không rồi nữa. Thì bao lên cho chừng nó nứt vô vậy á. Rồi về đây có đó không? Lấy cái máy lên để ăn cơm đó. Thôi rửa. Rửa bao kệ nó dơ bao nè, ngồi lên xe sao? Dơ xe cũng dơ, mình nãy cũng dơ rồi. Bộ không về nhà không rửa sao? Về nhà tắm rửa. Về nhà anh ngồi. Ở sao không về đường đó? Về đường mấy ông đó đó. Điền nào về đường đó ha.